Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 25 tháng 11 năm 2022 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.